Ngày 13 tháng 10 năm 2019, trong không khí vui tươi, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2018-2019 và lễ khai giảng năm học mới, chào mừng hơn 1.000 tân học sinh, sinh viên khóa 4 của trường năm học 2019-2020. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Gia Do, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, nhiệt liệt biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, giáo viên, nhà trường đã đạt được trong năm học 2018-2019. Đồng thời chia sẻ, trong năm học này, định hướng hoạt động trọng tâm của nhà trường là tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, chú trọng rèn luyện cho người học các kỹ năng tiếp cận, ứng phó và xử lý linh hoạt những vấn đề từ thực tiễn, cuộc sống đặt ra, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, coi trọng kỹ năng thực hành, năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề, tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để bắt kịp xu thế hội nhập, khẳng định thương hiệu, nâng cao uy tín và vị thế nhà trường. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tiến sĩ Lê Đại Hùng mong muốn các thầy giáo, cô giáo, tập thể sư phạm nhà trường tiếp tục nêu cao trách nhiệm của mỗi nhà giáo, trang bị thêm cho hành trang của mình những kiến thức khoa học, những phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy mới. Trong lễ khai giảng, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Công thương Việt Nam trao nhiều suất quà đặc biệt có giá trị cả về vật chất, tinh thần nhằm động viên, khích lệ kịp thời các em sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc. Cụ thể, tặng 2 máy tính xách tay cho 2 sinh viên, 20 học bổng VCI trị giá 5 triệu đồng. Đây là những phần thưởng dành cho các tân sinh viên có thành tích học tập 3 năm liên tiếp tại hệ trung học phổ thông, đạt loại giỏi, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên. Ngoài các phần quà đánh giá thành tích về học tập, nhà trường còn dành những phần quà tặng là áo ấm và ba lô đi học cho các bạn tân sinh viên được học 4 thứ tiếng ngoại ngữ miễn phí Anh, Nhật, Hàn, Trung trong suốt niên học. Đây là quyết định táo bạo, sáng suốt và rất nhân văn của Hội đồng Quản trị với tinh thần tất cả vì nguồn lực của xã hội và tình thương, trách nhiệm của nhà trường. Qua buổi lễ khai giảng này, nhà trường mong các em học sinh, sinh viên hãy nỗ lực học tập và tu dưỡng đạo đức, nhân cách. Hãy quán triệt sâu sắc tinh thần sinh viên là tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc tiếp cận trí thức, tích cực rèn luyện các kỹ năng toàn diện, coi trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ. Các em học sinh hãy tin tưởng rằng tất cả mọi nhu cầu, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của các em sẽ luôn được nhà trường lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết thỏa đáng. Nhà trường đã và sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để các em học tập và phấn đấu lập thân, lập nghiệp.